Theo đó, dự kiến sau Tết Nguyên đán, đối tác của tỉnh Tiền Giang sẽ ký kết hợp tác đưa sản phẩm xoài cát Hòa Lộc của địa phương này lên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Cụ thể, hai đơn vị sẽ đại diện cho tỉnh Tiền Giang đàm phán ký kết với Vietnam Airlines để đưa xoài cát Hòa Lộc lên các chuyến bay của đơn vị này, gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến nông sản Cát Tường và Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc tất cả các sản phẩm đưa lên những chuyến bay của vietnam airlines đều được chứng nhận an toàn thực phẩm sản phẩm truy xuất được nguồn gốc và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của địa phương với việc chuẩn bị đưa xoài cá hòa lộc của tiền giang lên các chuyến bay của vietnam airlines ngành chức năng địa phương cho rằng đây là điều kiện tốt để quảng bá thương hiệu sản phẩm này đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước qua đó sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu sản phẩm đặc sản này của địa phương